Ok, hello các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái gọi là cái quan trọng ở trong cái game này này. Là cái chức năng là Use Our Own Scale Up này, nó có tác dụng là gì ở trong cái game nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ cho bạn nha. Ở đây là mình đang set cái game này gọi là game 5 mm, có nghĩa là khi mình đem ra chiều cao của game nó sẽ là 5 mm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem nha. Rồi, thì 5 mm là sao? Có nghĩa là cái chiều cao của cái con số này này nó sẽ cao 5 mm. Đây là y. Các bạn thấy chưa? Nó cao đúng 5 mm không? Mặc dù ở dưới này nó đang là tỷ lệ 1:2 nha. Thì mình nói thêm ở các bạn biết thêm về cái này này. Cái tỷ lệ 1:2 này á là nó chả liên quan gì tới cái đêm này. Cái đêm này nó không có áp dụng alo đây tiếp nên là nó không có ảnh hưởng nha. Cái này nó chỉ ảnh hưởng khi mà cái đêm này có áp dụng annotative, là cái chỗ đó mình có đánh vào cái chỗ annotative thôi thì nó mới có hiệu ứng lên. Còn nếu mà không có annotative thì mình chỉ gọi cái đêm đó gọi là đêm thường. Thì đây là cái đêm thường nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bảng đêm style lên này. Bây giờ mình sẽ modify vào trong cái chỗ mục fit này. Cái chỗ này hiện tại nó đang là số 1 nha. Bây giờ mình đổi nó thành số 2. Để xem thử là nó có hiện tượng gì không nha. Mình ok một cái này. Rồi mình set current này, mình close này. Bây giờ mình sẽ đi đo này, DLI này. Đó, nó cũng ra cái số 100. Nhưng mà lúc này á, nó khác ở chỗ là cái chiều cao của nó để mình đo thử là bao nhiêu nha. Đó, chiều cao của nó bây giờ đã không còn là số 5 nữa mà nó đã thành số 10 rồi. Nghĩa là sao? Thì tôi kết luận lại á, là cái mục mà You Auron Scale Up này này là cái con số mà gọi là cái hệ số nhân lên nha. Ví dụ như con số 2 á thì nó sẽ nhân 2 lên. Nó sẽ nhân 2, lấy chiều cao này là 5 này, nó nhân 2 là thành 10. Cái con số đó mà tăng lên thành 3 á thì là lấy cái con số 3 này nó nhân với cái chiều cao của cái test in này này lên thành 15. Đó, nó dùng để mà khi mà các bạn tính toán tỷ lệ á, ví dụ cái hình nó bự quá các bạn muốn thu nhỏ hoặc là tăng lên bao nhiêu lần á thì các bạn tăng cái hình đó lên thì các bạn phải tăng cái dim này lên cho nó vừa, chứ không là nó cái hình là thiệt to mà cái dim thiệt nhỏ thì đâu có thấy được đâu, đúng không? Ví dụ như cái nhà của mình này là dài là 20 mét, rộng là 5 mét đó. Và bây giờ các bạn lấy cái dim mà cái dim bình thường, cái dim 5 mm này này với cái mục này là You Overdrawn Scale Up này chỉ có một thôi, có nghĩa là setup nó nhiều, setup nó cao 5 mm là dim ra là thành 5 mm luôn á, là nó nhỏ xíu à. Đây là mình đi cho bạn coi, bạn thấy nó nhỏ xíu không? Chính vì vậy mà người ta phải thiết lập cái chỗ đó để cho nó tăng lên, nó tăng cái con số này lớn lên cao lên thì mình mới thấy được đó. Thì bây giờ mình vô đây mình thay đổi nè, modify nè, fit nè. Bây giờ mình cho nó lên 100 lần đi. Secure. Còn thấy không? Bây giờ cái con số nó to lên liền không? Như vậy mới dễ thấy. Thì khi mình đưa cái mảnh đất này vào trong tờ A4 á, nó thu nhỏ lại thì cái con số này nó cũng nhỏ theo. Lúc đó thì nó vừa ra tờ giấy A4 là đo cái con số này là chính xác, nó bằng 3 mm luôn. Cao 3 mm luôn nha. Cái này á, thì phải tính toán nó hơi phức tạp hơn cái thằng mà annotative ở những bài trước mình hướng dẫn á, thì nó dễ hơn. Chỉ cần thay đổi muốn to lớn thì cần chỉnh ở dưới đây là nó lên liền. Còn cái đêm này là mình không thể nào mình chỉnh dưới đây được nha, tại mình chỉnh dưới đây cỡ nào thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì cái đêm đó hết, nên là các bạn phải có sự so sánh và tìm ra cái phương pháp nhanh nhất để mà mình làm. Rồi, ok, nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video mới của mình nha.